trồng dền lá tròn trong chậu kiểu mới, vừa nhanh vừa dễ cho thành quả bất ngờ, bà con cùng tham khảo nha. Trước khi trồng, bà con nhớ xử lý đất cho tơi xốp và đất đã được bón lót một lớp phân hữu cơ. Sau đó dùng một cái ly có kích to vừa phải, nhấn nhẹ xuống đất tạo từng ô trồng. Chậu của Ngọc to nên làm nhiều ô, nếu bà con trồng trên chậu nhỏ thì ít hơn nha. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành gieo hạt. Hạt giống bà con nhớ lựa chọn loại giống chất lượng, khỏe và nảy mầm cao nha. Rồi gieo hạt trực tiếp vào từng ô và phủ một lớp đất mỏng. Sau đó rải một lớp chấu lên bề mặt để giữ ẩm cho đất. Tưới nước ngày 2 lần vào sáng sớm và chiều mát. Wow, đây là rau dền sau 10 ngày gieo hạt, nhanh thật sự đúng không bà con? Cây lên đều và khỏe quá nè. Sau 2 tuần gieo hạt, Ngọc tiến hành bón lót một lớp phân hữu cơ để cung cấp thêm dinh dưỡng cho cây. Gieo hạt kiểu này Ngọc thấy dễ chăm sóc và bón phân lắm ạ. Nhìn những cọng rau dền xanh non mơn mởn là thèm hái vô nấu canh với tôm hà. Ta-da! Rau dền lá tròn sau 23 ngày gieo hạt nè bà con. Những chiếc lá tròn có màu xanh non hút mắt người nông dân ghê. Hôm nay là thu hoạch được rồi đó ạ. Giống rau dền xanh lá tròn ra đô 17 này, rau ăn mềm, ngọt vừa ít xơ. Trồng trong chậu như này vừa nhanh thu, dễ chăm sóc mà không tốn nhiều không gian diện tích. Bà con áp dụng cho khu vườn của mình nha. Còn bây giờ thì Ngọc đem vô nấu canh luôn đây. Thèm nấu với canh tôm bữa giờ luôn á. Chúc bà con thành công ngang.